một video không thể nào bỏ qua, tại vì nó rất là quan trọng nếu mà ai mà tin tưởng cái phương pháp OKE, là gọi tắt là OK của AD. Tại vì sao mà AD làm cái video này? Tê thầm ngồi nghĩ thì nếu mà không làm cái video này trước khi đi vào cái video là cái kiến thức mà lý thuyết về cái Elliott để cho anh chị em thực hành á, thì nó sẽ là một cái lỗ hổng rất là lớn cho anh chị em sau này luôn. Cho nên là AD quyết định á, là ra cái video này. Thì trong khi nói thì AD sẽ gọi là vào lệnh bằng cái phương pháp OK, là coi như là cái video vào lệnh nó riêng, còn cái nói này là riêng nha anh chị em. Thì anh chị em nào muốn nghe thì có nghĩa là tắt màn hình nghe thôi cũng được, còn mà muốn vừa nghe vừa xem vào lệnh thì vừa xem ha. Tại vì làm như vậy thì nó mới gọi là nó có ý nghĩa hơn. Rồi OK, không làm mất thời gian của anh chị em nữa. Chúng ta đi vào cái nội dung gọi là nói chuyện với nhau. OK. Thì anh chị biết, em biết đó, cái phương pháp hay, một cái phương pháp là thật là hay, thì được ví dụ như là một cái chiếc siêu xe vậy đó, nó chạy rất là mượt mà ha, và đầy đủ tiện nghi. Một cái phương pháp dở thì nó như một chiếc xe máy, đúng không nào, cũ kỹ, nhưng mà mục đích của hai chiếc xe cũng chỉ là để chạy thôi, và đến cái điểm đích đó, thì cũng là mục đích như vậy thôi, lăn bánh và đến đích. Vậy thì phương pháp dở hay phương pháp hay nó cũng chỉ là chiếm một phần nào đó thôi. Quan trọng nhất là cái ý chí của cái người lái xe, là cái tâm lý, đúng không nào? Cho nên video này AD muốn nói lại một cái sự đơn giản trong cái vấn đề tâm lý, để cho anh chị em biết cách mà tiết chế, mà là cái kinh nghiệm xương máu mà bao nhiêu lần ngu AD trải qua, và AD đúc kết lại AD thấy rất là đúng với bản thân. Và khi AD áp dụng và nó có lãi đều đặn và nó có tiền từ cái thị trường này đó. Rồi thì những anh chị em nào mà chưa like cũng như bình luận để cho nó cái video này nó lan tỏa cho những người nào chưa biết, rồi xem cái thị trường trading đi là màu hồng để họ biết né cái tiền ngu, cũng là anh chị em đang làm tốt đó. Có thể là mình không phải là mình làm điều tốt ha, có thể là mình đang làm điều xấu mà mình không biết, thì ở đây sẽ luôn luôn xem lại xem cái hành động của mình có đúng hay không, đúng nào. Và ai chưa đăng ký kênh cũng như bật cái chuông lên thì làm ngay nha. Rồi ai chưa biết tạo nguyên tắc như thế nào để vào lệnh thì ở trong cái nhóm Zalo có đó. OK, thì anh chị em biết bây giờ một người mới chưa biết gì về trading mà đam mê cái nghề này mà muốn học, thì hãy nhớ một điều rằng trên đời này anh chị em phải tạo thói quen. Thói quen ban đầu anh chị em không biết, anh chị em tạo cái thói quen xấu á, thì chắc chắn là sau này rất khó sửa và có thể là không thể nào làm được cái nghề này luôn. Cho nên mới ban đầu vào thì mình phải tạo một cái thói quen tốt, là mình là một người tôn trọng cái nội quy nguyên tắc mình đặt ra, và mình đi theo cái bộ nguyên tắc đó và mình không được phạm sai lầm. Còn cái phương pháp thì mình thích cái phương pháp nào thì mình học một cái phương pháp đó thôi ha. Rồi mình cứ theo cái nguyên tắc mình làm thì nó tạo thành cho mình một cái thói quen. Thì sau 6 tháng hoặc 1 năm thì anh chị em sẽ quen đi, sẽ quen dần, sẽ quen dần dần đi. Và không có thói quen tốt mà khi một khi nó đã thiết lập được rồi đó, thì anh chị em muốn thay đổi cũng được, cũng như cái thói quen xấu thôi. Nhưng mà cái thói quen tốt nó khó luyện hơn, tại vì cái thói quen xấu nó không cần luyện, nó hình thành rất nhanh. Ở đây ví dụ như ngủ dậy muộn ai là cũng làm được, làm biếng không dọn dẹp nhà cửa ai cũng làm được, làm biếng không nấu cơm ai cũng làm được, làm biếng này nói chung là đi chơi ai cũng làm được. Nhưng mà ở nhà làm những việc tốt nó mới khó, đúng không nào? Cho nên cái người tốt, người xấu nó khác nhau ở điểm đó. Để làm được một người tốt rất là khó nha anh chị em. Để làm người xấu dễ lắm. Thả lỏng một cái là xấu liền.
Vậy thì anh chị em nếu trên đời mà gặp ai mà là người tốt á, thì phải biết quý trọng luôn nè. Tại vì sống tốt rất là khó, mà người ta đã sống tốt được rồi thì mình phải biết quý người ta, đúng nè. Thì quay lại cái câu chuyện trading của mình, cái phương pháp nó như là chiếc xe thôi, mà quan trọng nhất là cái tâm lý, đúng nè. Thì một người mới đi, khi mà vào á, học lý thuyết á, anh chị em nhớ học lý thuyết thì mình ráng mình dành khoảng từ 3 đến 6 tháng, hoặc là nếu mà gấp gáp quá thì cũng phải ít nhất cũng dành 1 tháng để mình học lý thuyết cho nó vững. Sau đó mình vào một cái tài khoản nhỏ thôi, demo thì chắc không được đâu. Ở tài khoản nhỏ khoảng tầm 50 đô, 100 đô đổ lại thôi, đừng có nhiều. Tại vì cỡ nào cũng sẽ cháy một hai lần thì mới có kinh nghiệm, đó nói thật. Không cháy không được ha. Tại vì mình giống như một đứa trẻ mới biết đi sao không té được, đúng nào. Còn nhiều bạn không cháy thì cứ đó là bạn nó giỏi. Nhiều khi cũng có trường hợp đó anh chị em à, có chứ. Nhớ nha, là vào cái vốn nhỏ, khi nào mình làm mà 100 đô đó mình lời lên, mình lời lên được điều đặn thì bắt đầu mình làm theo cái vốn của mình. Ví dụ như tài sản của anh chị là 100 triệu, tổng tài sản của anh chị có đi, thì anh chị có thể bỏ ra 10 triệu 10% thôi, đừng bỏ cao hơn, là để anh chị làm cái nghề này. Còn lại là anh chị em thu nhập bằng cái nghề thứ hai, cũng như AD đã nói rồi, đừng có làm một mình cái nghề này, coi nó là phụ nhưng nó là thu nhập chính ha. Thì anh chị em đặt chỉ tiêu ra một tháng là mình kiếm 30% từ cái 10 triệu đó, hoặc 20%, đúng nè. Hoặc là mình kiếm một ngày là cứ 10 triệu, bây giờ nó cho 100 triệu đi, vốn 100 triệu đi, thì anh chị em kiếm 22% hoặc là khoảng 22 triệu một tháng, thì một ngày anh chị em kiếm 1 triệu. Tại vì Forex chỉ chơi được 22 ngày trên một tháng thôi anh chị em, thứ bảy chủ nhật nó nghỉ mà ha. Thì nó rất là nhẹ, đúng không? Anh chị em phải đặt chỉ tiêu tháng như vậy, sau đó chỉ tiêu ngày. Nếu mà anh chị em mà bị lỗ ha, bị lỗ thì không có rút tiền ra, còn mà lời ngày nào rút ra ngày đó cho đây, không có tăng vốn nữa nha, không có tăng vốn nữa, chỉ có bao nhiêu mà chay thôi, cứ lời là rút ra, còn mà lỗ thì làm cho nó về vốn lại rồi lời thì rút ra. Còn nếu mà cháy tài khoản lúc mà mình đã thuần thục rồi thì cái chuyện cháy nó khó lắm, đúng không? Lúc mình tăng vốn lên mình làm đàng hoàng rồi, cái lúc cháy là lúc 100 đô kia thôi, mà mình cháy thì mình phải coi lại coi mình sai chỗ nào. Và nếu mà mình tiếp tục mình làm một lần nữa thì mình suy nghĩ cho kỹ, làm lần này làm cho đàng hoàng. Còn nếu làm không đàng hoàng á, thì bỏ nghề đi, đừng có làm nữa, tại không thích hợp đâu. Tại vì làm cái nghề này mà không được thực hiện đúng nguyên tắc, không đúng cái gọi là cái quy luật á, cũng như là cái không tiết chế được lòng tham á, thì cũng như cờ bạc thôi anh chị em, chắc chắn luôn đó là cờ bạc. Anh chị em phải biết cái sự thật rõ ràng là như vậy ha. Thì trên đời này cái gì mà làm không tính toán thì như canh bạc chứ gì đó, đúng không nào, thì nó là cờ bạc. Tại vì nó đến rất là nhanh, nó đi rất là nhanh. Thì còn ví dụ như kinh doanh thì nó đến nó đi nó hơi lâu một tí, anh chị em vẫn hưởng thụ được một tí ảo giác ở trong cái sự thành công. Còn ở trong cái nghề này là nó đến đi quá nhanh, cho nên anh chị em rất là sốc ha. Cho nên là rất là nhiều bạn tại sao là thua lỗ hoài mà không có lời, tại vì đã thiết lập cho mình một cái thói quen xấu ngay từ đầu, cái đường lối mình đi nó đã sai rồi, không có người hướng dẫn, không có người chỉ đường cho mình, thì nó quen cái thói quen đó rồi, cho dù có nạp bao nhiêu lần, mấy chục lần, mấy trăm lần đi nữa thì cũng lỗ, tại vì cái thói quen nó đã thiết lập rồi. Mà để thay đổi cái thói quen đó rất là khó, mà thay đổi được rồi thì mới bắt đầu có lợi nhuận ha. Cho nên video này ở đây muốn nhấn mạnh lại một lần nữa là anh chị em hãy đầu tư vào cái cuộc sống của anh chị em á. Cuộc sống của anh chị em. Anh chị em không đi làm việc thứ hai thì anh chị em có thể là sống tốt với gia đình và làm những cái việc nào mà trong gia đình chưa làm. Những cái việc nội trợ nhỏ đơn giản, thấy nó đơn giản vậy thôi chứ nó đem lại cái giá trị rất nhiều cho cái nhân phẩm của mình đó. Thử làm đi rồi biết.
nấu được một cái bữa cơm cho gia đình ăn không phải đơn giản đâu. Đi chợ với lại chuẩn bị rồi không là hết nửa ngày rồi đó anh chị em. Thì ngay khi đó mình mới biết thương cái người vợ của mình là tại sao họ như vậy. Còn anh chị em, nhiều anh chị em có tiền thì đi mướn oxin rồi cũng được, nhưng mà mình rảnh mình làm gì đâu, rồi mình mướn oxin rồi như vậy rồi mình làm biếng thì sao. Chủ yếu mình làm đâu phải là mình vì tiền đâu, mình làm để mình rèn luyện cái tính cách của mình thôi. Còn mình ở không, mình không làm gì, mình sẽ sinh tật ha, và không có tốt cũng nào, và nó hao tiền tốn của mình lắm. Mình cứ xin chuyện mình đi chơi thôi, mà đi chơi thì có được giải quyết được vấn đề gì đâu, đúng không nào. Nếu như AD mà ham chơi thì AD đâu có ra những cái video này, thì anh chị em làm gì mà nghe được, đúng không. Thì đi chơi thì nó cũng đâu có giá trị gì đâu. Đi chơi đến một cái mức nào đó mình stress quá thì mình mới đi, hoặc là đúng cái thời 10 ngày lễ cái gì đó, hay là một tuần một tháng mình đi một lần thì nó không sao, đúng không. Thì video này ở đây chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, trải lòng với anh em thôi. Cũng chỉ muốn là anh chị em thật là tốt trong cái nghề này, và kiếm thật là điều lãi, thật là điều đặn, bền vững. Cái cốt lõi AD muốn nói với anh chị em là anh muốn đem lại cái giá trị cho anh chị em, là anh em muốn là một cái gọi là cái sự kiếm tiền bền vững, chứ không phải nó mong lung hôm nay kiếm được ngày mai mất ha. Nó quan trọng lắm. Rồi xin chào, hẹn gặp lại ha.